Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay ba chị Phương Thư đã quay trở lại và tụi mình sẽ cùng nhau chinh phục một thử thách yêu cầu, đó chính là thách hát nói chữ. Thách này với một bạn có tên là Nguyễn Hoàng Danh. Chị ơi, tiếp tục series bài hát nha chị. Làm thách hát nói tiếp đi chị. Ví dụ như hát bài là trô đến chữ hoa thì ngưng lại để người tiếp theo hát tiếp bài có bắt đầu chữ hờ. Mong chị đồng ý. Ok, và sau khi đã đồng ý, tụi mình sẽ phổ biến luật chơi cho các bạn nghe. Đó chính là tụi mình sẽ có tất cả là 3 lượt chơi hát nối tiếp. Và ví dụ trong một cái lượt đó mà người nào thua và bị bài hát thì người đó sẽ bị hai người còn lại vẽ mặt theo ý thích. Và cứ lần lượt 3 lần như thế để xem hôm nay cuối cuộc chơi ai là người được vẽ nhiều nhất. Chắc là tớ lắm á các bạn ha. Ok, không còn nhiều gì nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu thôi. Let's go. Quán tàu xảy ra cái gì ra cái này. Yeah. Ok, anh Thư là người thắng cho nên là sẽ bắt đầu là từ anh Thư cho đến Thiên Thư cho đến chị Nhung theo cái đường này cho thấy nó dễ. À, đầu tiên mình sẽ là gì? Không khó để hạ hai người này mới được. À, lớp chúng mình đó. Hát lớp vui, anh em ta tràn hòa bình hơn. Lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta kêu sơn một nhà. No. 5, 4, 3. Người ơi yêu mình em được không? Dẫu sau này dù lạnh nơi đây mùa đông, là người ta xung vầy con tim hao gầy. Tình yêu... Tình. Trời ơi, tình. Yêu tao. Tao. Rồi, tao. 5, 4, 3. Ở xa vào đôi mắt em. Trong đêm dường như quạnh hiu trôi về đâu ăn mây cuối trời có giấc mơ mà cố làm cho em mờ nó xuống. 5, 4, 3, 2, 1 hết giờ. Rồi ha ha, trời ơi chị mờ xua. Chị mờ biết gì không? Mẹ, má em mừng à, đúng rồi. Đầy bực bé em mừng tao đi cày bực. Trời ơi. Rồi rồi, ngồi thẳng lên. Bây giờ anh Thư sẽ vẽ Thiên Thư trước nha. Không có, để mặt xuống, để mặt xuống để chị ba vẽ. Anh Thư sẽ vẽ cho Thiên Thư một cái mắt kiến mà hồi đó anh Thư từng vẽ cho chị Nhung. Vậy là vậy thôi chị Nhung quá hả? Đúng rồi, chị Nhung á. Trời, tao vẽ Thiên Thư quá à. Trời, chị Nhung vẽ là vậy đó thôi. Từ từ, để chị Nhung nghĩ. Rồi. Cười sặc sổ luôn. Các bạn thấy Thiên Thư giống con gì các bạn? Ôi trời, giống Spider-Man này là siêu giống quá. Ok, không còn chuyện này nữa. Bây giờ chúng ta sẽ qua được thứ hai để coi ai là người được vẽ tiếp theo nha. Yeah. À, chị Nhung sẽ hát bài mới nhất của Túc Tiên. À, từ lâu em cũng đã nhận ra với anh em không là duy nhất. Nếu anh cứ im lặng, kết thúc ta sẽ ra sao? Tự nhiên đang hạnh phúc. 5, 4, 3, 2. Số nhỏ, số nhỏ. Số nhỏ. 2, 1. Hết giờ. Dạ rồi. Thôi, nó thay. Nó thay. Nó kêu bà số nhỏ. Thôi, thôi, thấy chưa? Ok, số nhỏ. Thôi, nhẹ đêm ca.
sẽ vẽ cho anh chị anh Thư giống như cái em ơi, có hai con siêu nhân trong nhà. Rồi, tiếp tục. Bây giờ các bạn ơi, bây giờ mình bắt đầu qua đợt cuối đúng không? Đúng rồi, vòng 2 về tới vòng 3 nha. Rồi, Thiên Thư, Thiên Thư. Rồi, các bạn dễ thương ơi. Đoàn quân Việt Nam thì chung lòng cô quốc, bước chân dồn vang trên đường gặp cảnh xa. Đúng, đúng, đúng. Chứ sao nhẹ. Sao nhẹ? Em còn 5 4 xa ơi, đã xa rồi còn đâu. Mối tình xưa thoáng như một giấc mơ. Comment ở bên dưới thắt của bạn cho tụi mình biết nha. Ok, bye bye và hẹn gặp lại. Song Thư love you.